Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptune ngày 16 tháng 5 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này, Shoptune sẽ giới thiệu một cái sản phẩm của Makita, mã số là 30483. Đây là cái đầu bắt vít của Makita mà nó có bồng 500 trên, cũng như nó có cái cử chặn để anh chị có thể bắt vít thật cao. Nó có hai đầu nha, một đầu trên này cũng có cái mũi ba ke BH2 và cái dòng 500 có cử chặn. Ở dưới đây nó cũng có một cái bắt vít luôn. Cái này là đuôi ngắn, cái này đuôi dài, cho nên anh chị sẽ sử dụng cái máy chuẩn châu Á mà thôi, không thể nào sử dụng được cái chuẩn của châu Mỹ hoặc là Úc. Rồi đây là cái hình chữ thập ha, là đầu ba ke cỡ là BH2 có 500, đuôi lục giác 1/4 tức là 6.35 mm, dùng cho máy bắt vít. Độ bền là gấp 8 lần so với loại bình thường. Chiều dài hành trình của nó là 65 mm, từ cái đít dưới đây cho đến cái thân trên đây là 65 mm, tức là 6/5. Rồi và giá bán là 120.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. 120.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây là mô tả công dụng của nó nè. Nó giữ cho cái vít hít cứng thì nó sẽ thẳng, rồi tránh tình trạng rơi rớt. Độ bền gấp 8 lần so với lại bình thường, là cái độ bền từ cái đầu bắt vít nha. Đó, là nó tránh tình trạng gãy, bền hơn. Rồi nó có thể tháo rời được để có thể đổi vào cái đầu và lực hít. Đặc biệt cái đầu này thì made in Japan. Thì tùy ví dụ như cùng một công dụng thì hãng Makita nó ra rất là nhiều chủng loại và với những cái giá hoàn toàn khác nhau. Thì cái giá của bộ này là 120.000 đồng. Thì những tính năng của nó là sắp em đã giới thiệu rất là kỹ. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc add Zalo số 0129 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Đầu bắt vít có 500, mã số là 30483, thương hiệu Makita, sản xuất tại Nhật Bản. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ạ.